Xin chào các bạn đến với game hay nè. Hôm nay chúng ta tiếp tục năm trại chúng ta các bạn. Bữa nay là lễ hội đưa ngựa các bạn. Mơ nắng rồi. Để mình coi là ok. Đồ đầy trơn, không có tiền ấy. Bể vô lùng bữa nay còn được ngày nữa. Ngày 900g. Không làm được gì trơn. Xanh lá, cam, đỏ, vàng, hậu hoa sinh dương với tiếng. Xanh dương với tím. Mình sắp bỏ các bạn. Không có đồ đựng sữa các bạn. Chúng ta còn con ngựa nữa. Mang mang đít xanh màu lớn nhé. Bạn hít sáo làm sao mà cho nó chạy là được. Lúc kinh nghiệm các bạn đứng thẳng thẳng thôi, dục ra ngoài các bạn. Sao mình nghĩ hoài đó.
kiếm đủ 5.000 nữa gàn cái múa các bạn ơi. Còn đúng 2 bịch nữa bạn. Các bạn nên để hội để mình đi chạy chạy á. Các bạn đi sớm có tốn thời gian của mình mà khi nào mới xong cái lễ hội là 6 giờ chiều, 6 giờ tối. Mình trồng hết 2 bịch luôn các bạn. Nếu có bò trưởng thành mà chưa đủ sự thì cậu đến mua một cái Samara rồi nghe. Chú ngựa đang chạy rớt cũng thân sự nữa hồi trước. Cái này là các bạn hỏi nó trả lời có 1 tiểu 1. Nhưng mà mình hỏi lần thứ hai nó cũng dữ dội như nhau. Này cũng còn đi ngựa luôn, không lấy đồ luôn.
không thể chữa ngay. Cháu cứ mua vé không hay là cháu muốn cho đổi quà? Đổi mà là đổi quà. Tôi để coi nó có gì. Quả sức mạnh 1001 này đây. Mình thử này. Đây mình chỉ các bạn mua vé. Các bạn lựa cái con nào mà cái chỉ số cược thấp nhất các bạn mua. Ví dụ như ở đây có con số 3 với con số 6, một trong hai con này nó sẽ thắng. Thấy không? Mà mình đâu có tiền để mua 3.900 gram này, đâu có đủ. Bây giờ mình thử dụ mua con số 3 cho các bạn đi. Cho mua được 38 quế rồi đây. À, 38 quế là hết tiền đó mà. Các bạn coi nè, con số 3 hay con số 6? Các bạn muốn thắng cuộc đua này, các bạn tại sẽ phải có khoảng 18.000 vàng. Chỉ ra mà con số 3, con số 6 thắng đó. Một trong hai con đó đó. Thấy chưa? Đây, để mình chỉ bạn thế này. Mình chọn con thắng nha các bạn coi. Cái con thắng là con số 6. Là vàng. Cái con nhỏ nhỏ chạy kinh lắm, kìa dược dược lên kìa, thấy không? Đó là cái mẹo đó các bạn. Thank you.
tiếp tục nè. Còn số 6 tiếp là C-Boy. Các bạn chơi mà các bạn không có chết á, là cái năm đầu tiên này các bạn khó lấy được chết táo toàn lực lắm. Nếu các bạn lấy được chết táo toàn lực là ba cái dụng cụ đồ của bạn là không có gì trơn, tại các bạn dồn tiền ở đây quá nhiều. Giờ số 5 mới về bạn, số 3 mới về. Sư boy hạng nhì vậy đó hả? Elvis nó hạng nó on 4 mình nó thắng rồi mà. Xong rồi. Cho người ta về hết dần 6 giờ không còn ai nữa. Vậy vui đặt đấy được rồi, giờ quay về làm việc thôi. Vô đây là 6 giờ 6 giờ chiều các bạn. Tới hết mình cũng hay quá chứ. Chúng ta sẽ gàn cái búa chặt cây các bạn. Mới mệt con lần ba cái tiệm chưa là đặng đủ quà đó 326. Chúng ta còn một lần mệt nữa.
được các bạn. Thầy lên lấy bông đi tắm. Khoảng 3 giờ rưỡi chúng ta về các bạn. Chúng ta nghỉ sớm luôn nữa. Có ăn câu các bạn, phải có ăn câu, mảnh câu dài con cá. Chết rồi, thức ăn cho bò hết rồi. Gà nở. Captain Kiss. Mình đặt là Kiss thôi các bạn. Dài quá mũi quý tử.
chính. Chính mình bị áp tiếp rồi. Chính
Mình nhờ một con chăm sóc vật nuôi, còn 6 con này đi thu hoạch các bạn. Tại mình chuẩn bị vô giai đoạn cuối. Mình không tặng quà chắc chết thêm sụp quá các bạn. Chưa sụp, chắc ngày mai sụp. Tay đủ tiền ngày mai không ta? Ngày thứ năm, ngày thứ sáu. Từ 9 đến 12 giờ trưa. Không cửa rồi các bạn. Cửa thứ năm mới chịu. Đi cho con mò hả các bạn? Thu hoạch
Được 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 68.
Bên này ngủ sớm thêm ngày nữa các bạn ạ. 4 giờ chúng ta về. Ngày mai chúng ta đi gàn cái búa. Có tiền rồi. Link game bản tiếng Anh, tiếng Việt mình có để phần mô tả các bạn. Các bạn muốn chơi bản nào thì các bạn tải bản đó. Hẹn các bạn clip sau nha.